Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa các anh chị, thưa các bạn, cơ thể của chúng ta là một cỗ máy diệu kỳ và thống nhất. Thế nên, nếu có bất cứ dấu hiệu gì bất thường trên cơ thể thì bạn cũng đừng nên chủ quan nhé. Thay vào đó, hãy quan sát kỹ hơn cơ thể mình mỗi ngày, đặc biệt là ở những nơi dễ nhận biết như là mắt, miệng, tay chân, da dẻ. Bởi biết đâu, những dấu hiệu bất thường lại là lời cảnh báo sớm cho vấn đề sức khỏe mà bạn đang gặp phải đấy. Dưới đây là những dấu hiệu giúp bạn dễ dàng kiểm tra được sức khỏe của mình mà bạn nên biết. Dành ra 2 phút tự kiểm tra xem mình khỏe hay yếu bằng vài mẹo đơn giản sau đây. Dành 2 phút kiểm tra mặt, tay và chân có thể chỉ ra các vấn đề sức khỏe của bạn. Hãy làm theo những bước đơn giản sau để có thể tự cứu sống mình. 1. Mắt. Kéo mí mắt dưới xuống và nhìn vào bên trong, nếu có màu nhạt không phải hồng thì đó có thể là dấu hiệu bạn đang thiếu máu. Tình trạng này thường xảy ra do thiếu sắt dẫn đến mệt mỏi, nhức đầu và một vài triệu chứng khác. Tiếp theo, nhìn vào phần trắng của mắt, nếu chúng có màu vàng, đó có thể là dấu hiệu của bệnh vàng da, khi mà gan của bạn không phản ứng được với tái tạo hồng cầu. Bệnh vàng da có liên quan đến một số loại bệnh tiềm ẩn. Các vết chấm và xước trên giác mạc có thể là dấu hiệu bệnh mụn rộp hoặc rona. Và những vòng màu xám quanh mắt, đặc biệt nếu bạn ở độ tuổi 20, có thể là tín hiệu cảnh báo sớm cho cholesterol cao. 2. Miệng. Việc kiểm tra miệng không chỉ hay ở các buổi khám sức khỏe định kỳ, mà còn khi bạn đang ốm, những đốm trắng ở phía sau lưỡi và bên trong má là dấu hiệu cảnh báo về bệnh nấm. Hãy để ý các vết xước hoặc các u nhỏ trong miệng, nếu không lành trong một tuần thì có thể là dấu hiệu đầu của ung thư miệng. Đây là vấn đề gia tăng ở tuổi 45 và với những người hút thuốc hoặc uống nhiều bia rượu. Loét miệng thường xuyên và chảy máu lợi cũng liên quan đến bệnh tiểu đường, thiếu máu và thiếu vitamin C, đôi khi là dấu hiệu mang thai. Viêm lợi và chảy máu lợi cũng là triệu chứng của viêm níu liên quan đến bệnh tim. 3. Bàn chân. Bàn chân lạnh và da khô biểu hiện cho sự tuần hoàn kém, trong khi đó chân nóng ra nhiều mồ hôi, chỉ sự mất cân bằng tuyến sữa làm suy yếu hệ thống miễn dịch và kết quả là góp phần tăng cân. Bệnh bàn chân lực sĩ và sự phát triển của nấm ở móng chân có thể là dấu hiệu của nấm Candida albicans, một loại nấm men trong ruột, có thể làm tổn hại hệ miễn dịch. Người mắc bệnh tiểu đường nên kiểm tra thường xuyên các vết cắt, loét và những chùng ở chân. Chúng thường gây ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông ở ngón chân và có thể gây loét nghiêm trọng, đôi khi dẫn đến phải cắt bỏ ngón. 4. Da. Nếu bạn trên 25 tuổi và để ý thấy vài vết lạ trên mặt, bạn có thể đang mất cân bằng hormone, có thể gây viêm vùng chậu hoặc u nang buồng trứng. Mũi đỏ như tuần lộc có thể liên quan đến mụn trứng cá, một loại mụn trứng cá mãn tính ảnh hưởng đến da mặt, mạnh hơn với loại ở tuổi thanh thiếu niên. Nếu da nhợt và có tiền sử gia đình bị ung thư da, hãy kiểm tra nốt ruồi của bạn. Nếu chúng đột ngột phát triển, trở nên tối hơn hoặc chảy máu, hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra xem đó có phải là ung thư da không. Thưa các bạn, day ấn huyệt từ lâu đã được coi là phương pháp chữa bệnh hiệu quả và được nhiều người tin dùng. Theo Đông y, day ấn huyệt giúp cho khí huyết được lưu thông, từ đó cơ thể tự khỏi bệnh mà không cần dùng đến thuốc. Những phương pháp ấn huyệt đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm. Mời các bạn cùng tham khảo. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh. Tự day ấn huyệt này chữa một lúc 8 loại bệnh, ai cũng nên biết sớm. Day ấn huyệt được coi là phương pháp chữa bệnh hiệu quả và nhiều người tin dùng hiện nay. Day ấn đúng huyệt giúp kích khí huyết được lưu thông, từ đó cơ thể tự khỏi bệnh mà không cần dùng đến thuốc. Những phương pháp ấn huyệt đơn giản này sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm. 1. Để hạ huyết áp. Ấn huyệt lao cung. Huyệt lao cung là huyệt vị nằm ở giữa lòng bàn tay. Lao nghĩa là đôi tay làm việc không biết mệt, còn cung giống như ngôi nhà lớn. Huyệt vị này nằm ở vị trí giao điểm giữa đường tâm đạo và đường thẳng dọc khe giữa hai ngón áp út với ngón giữa. Để xác định huyệt lao cung, bạn có thể gấp các ngón tay và lòng bàn tay. Vị trí nơi đầu ngón giữa chạm vào đường nếp gấp giữa lòng bàn tay, đường tâm đạo chính là huyệt lao cung. Đối với những người có tiền sử cao huyết áp, các kích thích về tinh thần như tức giận, xúc động, mệt mỏi có thể làm huyết áp tăng cao đột ngột. Vào lúc này, bạn nên ấn vào vị trí huyệt lao cung để huyết áp khôi phục về mức bình thường một cách từ từ. 2. Bị đau đầu, ấn huyệt thái dương. Huyệt thái dương nằm ở chỗ lõm phía sau lông mày, nơi có đường mạch xanh. Khi ấn vào có cảm giác ê tức và có thể thấy rõ mạch máu nổi lên. Nếu cảm thấy đau đầu, bạn có thể dùng hai ngón trỏ ấn vào huyệt thái dương ở hai bên, dùng lực đạo vừa phải, xoay theo chiều kim đồng hồ ở vị trí huyệt trong khoảng 1 phút và dừng lại khi thái dương có cảm giác chướng đau. Xoa bóp huyệt thái dương có công dụng làm giảm những cơn đau nhức ở vùng đầu, giúp não bộ được thư giãn. 3. Đau dạ dày, ấn huyệt túc tâm lý. Trong các tài liệu Trung y, huyệt túc tâm lý được ví như huyệt trường sinh của cơ thể. Huyệt vị này nằm ở dưới đầu gối 3 thốn xấp xỉ 5,4 cm và cách bờ xương ống chân khoảng 1 thốn xấp xỉ 1,8 cm. Để xác định vị trí chính xác của huyệt túc tam lý, bạn có thể dùng bàn tay úp ngay bên dưới đầu gối, đặt tay sao cho đầu ngón tay chạm xương ống chân, từ vị trí đầu ngón út hơi dịch ra phía ngoài chính là huyệt túc tam lý. Khi cơn đau dạ dày phát tác, người bệnh có thể dùng hai ngón cái ấn vào vị trí huyệt túc tam lý ở hai chân trong khoảng 3 đến 5 phút cho tới khi huyệt vị hơi chướng đau thì ngừng lại. Phương pháp đơn giản này sẽ khiến những cơn đau dạ dày thuyên giảm rõ rệt, đồng thời còn kích thích tiêu hóa. 4. Nôn mửa, ấn huyệt nội quan. Trung y cương mục có ghi lại rằng nội quan là huyệt vị chủ trị các bệnh ở ngực, nằm ở khe mạch trên tay. Huyệt vị này nằm ở mặt trước cẳng tay, giữa hai gân cơ gan, tay lớn và gan tay bé. Để thấy rõ khe cơ, bạn nên gấp bàn tay vào cẳng tay và nghiêng bàn tay vào phía trong khe cơ nổi rõ. Huyệt nội quan nằm trên nếp gấp, khớp cổ tay 2 thốn. Trong trường hợp buồn nôn, nôn mửa, bạn có thể dùng ngón giữa ấn vào huyệt nội quan nằm trên hai tay. Khi ấn, vị trí huyệt có thể cảm thấy đau, duy trì kích thích và xoa bóp huyệt trong 2 phút cho tới khi huyệt hơi sưng lên thì dừng lại. Chỉ bằng cách đơn giản này, cơn buồn nôn và triệu chứng nôn mửa sẽ nhanh chóng được hóa giải. 5. Khi bị choáng váng, ấn huyệt nhân trung. Theo các y tịch cổ xưa, huyệt vị này nằm ở vùng rãnh núi liền mũi, môi nên được gọi là nhân trung hoặc thủy câu. Vị trí chính xác của huyệt nhân trung nằm ở giữa 1/3 trên và 2/3 dưới rãnh nhân trung. Nếu chia độ dài phần rãnh này làm 3 phần, thì huyệt nằm ở 1/3 phía trên. Kích thích huyệt nhân trung sẽ giúp huyết áp tăng cao, kích thích hô hấp. Ấn vào huyệt vị này có thể cấp cứu người bệnh bị hôn mê, khó thở, choáng váng do các chứng cảm nắng, phong hàn, ngộ độc hoặc dị ứng. 6. Bị nấc, ấn huyệt thiếu thương. Huyệt thiếu thương nằm ở trên móng tay ngón cái. Người cảm thấy đau khi ấn vào vị huyệt này có nghĩa là hệ hô hấp không khỏe. Ấn huyệt thiếu thương cũng là phương pháp trị nấc nhanh chóng và dễ dàng áp dụng. Trong trường hợp bị nấc kéo dài, bạn dùng ngón cái hoặc ngón trỏ ấn vào huyệt thiểu thương cho tới khi cảm giác đau trở nên rõ rệt, chỉ một lúc sau cơn nấc sẽ nhanh chóng biến mất. 7. Ngất xỉu, ấn huyệt hợp cốc. Hợp cốc là huyệt vị nằm ở vùng hổ khẩu, có hình dạng giống như chỗ gặp nhau hợp của miệng hang cốc nên được gọi là hợp cốc. Khi muốn tự xác định vị trí huyệt hợp cốc, bạn chỉ cần khép khít các ngón tay trên bàn tay, sau đó áp ngón cái và ngón trỏ tạo thành một khối cơ nổi lên, đó là vùng huyệt. Dùng tay còn lại ấn day vào vùng này, khi thấy chỗ cảm thấy tê tới tận đầu ngón tay út thì chính là vị trí huyệt hợp cốc. Trường hợp người bị ngất xỉu do trúng gió, cảm nắng, kiệt sức, dùng ngón cái ấn huyệt hợp cốc 2 đến 3 phút là có thể thanh tỉnh. 8. Táo bón, ấn huyệt thiên su. Huyệt thiên su nằm ở ngang rốn, từ rốn đo ngang ra hai bên khoảng 2 thốn, khoảng 3,6 cm chính là vị trí huyệt. Nếu cảm thấy đại tiện khó khăn, bạn có thể dùng ngón giữa của tay trái ấn vào vị trí huyệt thiên su và giữ trong khoảng 1 phút. Việc bài tiết có thể trở nên dễ dàng hơn ngay sau đó.